Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 24 từ câu 37 đến câu 44. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thời ông Nô-ê thế nào thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Vì trong những ngày trước nạn hồng thủy, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu. Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thủy ập tới cuốn đi hết thảy. Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Bấy giờ, hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến. Anh em hãy biết điều này, nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông phải canh thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến. Mùa vọng là mùa sống sự hiện diện của Chúa, bởi vì Chúa đã đến trong lịch sử nhân loại. Chúa đang đến và vẫn còn đang đến với chúng ta hằng phút, hằng giây, hằng ngày trong cuộc sống con người. Mùa vọng là mùa tỉnh thức. Tỉnh thức là biết nhìn cách sâu xa, nhìn tới cùng đích của cuộc sống là cái chết, để rồi biết hướng tới cái đích là nước Thiên Chúa. Tỉnh thức là biết thực hiện những gì là tốt, những gì chứa đựng bác ái yêu thương. Tỉnh thức là biết chờ đợi những cái phúc đang tới với con người. Tỉnh thức để đón Chúa là một hạnh phúc tuyệt vời, vì quả thực Chúa đến rất bất ngờ. Do đó người đời thường nói không sai: tinh thần nhanh nhẹn, mau mắn, nhưng xác thịt thì nặng nề, yếu đuối. Chính vì thế Chúa đã khuyên nhủ: hãy tỉnh thức như năm cô trinh nữ khôn ngoan, mang đèn mà lại mang theo cả dầu. Hoặc Ngài cảnh thức mọi người: anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến. Chúa sẽ đến vào lúc chúng ta không ngờ. Chúa không cho người thổi loa loan báo ngày giờ hay lúc Ngài sẽ đến. Chúa sẽ đến chính là lúc tận tế, ngày sau cùng, ngày cánh chung, ngày quang lâm, và đó cũng là giờ chết của mỗi người. Chắc chắn Chúa sẽ đến, nhưng Ngài đến đột xuất như kẻ trộm ban đêm, như chàng rể đến, như đại hồng thủy thời ông Nô-ê. Chúa nói chúng ta phải tỉnh thức và sẵn sàng sống trong tình thân, sống trong ân nghĩa với Chúa. Ngôn sứ Isaiah đã vẽ ra một bức tranh hòa bình, trong đó không còn chém giết, mọi người được sống trong cảnh thái bình. Đây là điềm tin báo ngày Chúa đến. Thánh Phaolô khuyên con người hãy mặc lấy Đức Kitô để luôn sống trong ánh sáng và bình an. Và tin mừng của Thánh Luca cho chúng ta hay, Đức Giêsu khuyên dạy chúng ta phải sống tích cực, sống tình thân với Chúa, sống chóng vánh, mau mắn, tỉnh thức đón Chúa bất cứ lúc nào, bất cứ thời điểm nào. Chúa vẫn đến với chúng ta và đến với nhân loại thế giới. Hãy làm tất cả những gì có thể làm, đừng chần chừ, đừng trễ nải trong công việc. Đừng tưởng rằng mai chúng ta còn giờ để sửa đổi, để sống tốt hơn. Không, chúng ta phải biết sám hối, biết thay đổi ngay từ bây giờ, ngay từ lúc này. Đừng để quá muộn, chúng ta sẽ hối hận vì trở tay không kịp. Chúa vẫn đến trong tâm hồn chúng ta từng giây, từng phút. Chúng ta có thể gặp Chúa lúc này và bây giờ, trong cuộc sống nơi anh em, bạn bè, nơi nhiều người, và ngay trong các dấu chỉ tình thương, bác ái,
ngay cả trong những việc xem ra hết sức bình thường như chơi, nghỉ, ăn uống, giặt giũ, tắm rửa. Điều quan trọng là chúng ta biết nhạy bén nhận ra Chúa đang hiện diện trong cuộc sống của chúng ta, nơi cuộc sống của từng người và qua những dấu chỉ của thời đại mà chúng ta đang đối mặt, đang sống. Chúng ta sẽ hiểu rõ mùa vọng là mùa xuân nở rộ bông hoa của năm phụng vụ. Mùa vọng là mùa chờ đợi trong yêu thương và phục vụ. Mùa vọng là mùa của cây cỏ đâm chồi, nảy sinh hoa lá. Nên mùa vọng là mùa con người hướng về Đức Kitô là mặt trời, là ánh sáng, để mặc lấy Đức Kitô mà trở nên trưởng thành trong đức tin và tình yêu. Mùa vọng là mùa chờ đợi chính Đức Kitô đấng mở ra trời mới đất mới. Chờ đợi như thế không phải là chờ đợi bất ngờ, lo âu, sợ sệt, mà là niềm vui vỡ òa, niềm hạnh phúc trào dâng vì Chúa đã đến, đang đến và vẫn mãi mãi đến với nhân loại, với chúng ta, với mỗi người. Anh em hãy thắp đèn cho sẵn, hãy làm như những người đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ này đang tỉnh thức thì thật là phúc cho họ. Mùa vọng là mùa tỉnh thức để tất cả chúng ta tự vấn lương tâm. Chúng ta đã thật sự tỉnh thức và sẵn sàng đón Chúa chưa? Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm lòng tin cho chúng con để chúng con luôn sẵn sàng, mau mắn và tỉnh thức để đón Chúa đến cách bất ngờ. Trời cao hay đổ sương xuống, vàng ngàn mây hay mưa đấng chuộc tôi. Trời cao hay đổ sương xuống, vàng ngàn mây hay mưa đấng cứu đời. Trong đêm u tối chúng con mong ngày mau tới, như nay đang khát ước mong mau tìm thấy suối. Chúa ơi, dừng cơn giận Chúa lại thôi. Chúa ơi, đoàn con đã hối tội rồi. Trời cao hay đổ sương xuống, vàng ngàn mây hay mưa đấng chuộc tôi. Trời cao hay đổ sương xuống, vàng ngàn mây hay mưa đấng cứu đời. Trời cao hay đổ sương xuống,
chuộc tôi. Trời cao hay đổ sương xuống, vàng ngàn mây hay mưa đêm cứu đời. Thương xem dân Chúa đơn đau mây sầu che lối, luôn mong chiến thánh đến đây cai tạo thế giới. Cứu dân đập tan xiềng xích tội nhân, Chúa ơi lòng nhân từ Chúa vô bờ. Trời cao hay đổ sương xuống, vàng ngàn mây hay mưa đấng chuộc tôi. Trời cao hay đổ sương xuống, vàng ngàn mây hay mưa đấng cứu đời. Vàng ngàn mây hay mưa đấng cứu.